trại lợn 200 nái đang sử dụng cám Thành Long. Xin chào tất cả mọi người. Mình là Phúc Cám Vlog đây. Đây là toàn cảnh kho cám của trại 200 nái và gần 2.000 lợn thịt. Kho cám này đang bốc hàng. Tại đường vào trong trại đường nhỏ nên là phải tăng bo. Và đây là anh em đang bốc cám vận chuyển vào trang trại. Đây xung quanh là trại, trại nằm ở giữa lòng ao này. Cám về đúng buổi trưa, nắng nóng, nhiệt độ bây giờ đang 39 độ. Ngoài trời khéo phải tầm trên 40 độ, 43, 44 độ. Nắng nóng, gay gắt. Đây là sản phẩm X128, cám nái nuôi con. Một sản phẩm rất là tốt và được rất là nhiều các trang trại đang sử dụng. Cả một xe toàn là cám nái nuôi con hết. Đấy, quy mô trại này, đường vào trại rất là nhỏ, kho cám của trại rất là hiện đại, khử tiệt trùng rất là sạch sẽ để đảm bảo là không bị dính dịch bệnh xảy ra. Hình ảnh của cái trại thì hôm nọ mình cũng quay rồi, bên trong thì lợn rất là đẹp, các ô chờ như là lợn nái chửa, lợn nái để chờ đẻ và nái nuôi con, và các ô lợn bột và lợn thịt. Đấy, nắng nóng như này anh bốc vác anh ẩn vào bên này là dàn lợn thịt, còn bên kia mà anh đang vác vào đây là cám dành cho lợn nái. Vậy nha, xin chào tất cả.